I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Xuân Phương, em đang học lớp 10A9 ạ. My name is Minh Anh. Now I'm my class is 10A9. Em tên là Mai Hoàng Nguyễn Linh và em đang học lớp 10A10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình Hà Nội. Em là Huy, học lớp 10A1 trường Nguyễn Trãi ạ. Em là Việt, học 10A1 Nguyễn Trãi luôn ạ. Em cũng định thi IELTS để sau này đi du học ạ. Em muốn thi IELTS để có thể đi du học ạ. Tại vì chị gái em cũng đang đi du học và em muốn là được sang đi du học cùng chị gái ạ. Chắc chắn em sẽ thi IELTS vào khoảng lớp 11 ạ. Tại vì là gia đình em rất là mong muốn là sau này sẽ được, tức là sẽ được đi thực hành, đi dạy sớm này, rồi là sẽ tìm được những cái học bổng ở nước ngoài nữa. Và mấy cả nó rất là phục vụ rất là nhiều những cái về công việc, về học tập sau này. Nên là nó rất sự quan trọng, nên em rất là cố gắng để sẽ đạt được những mục tiêu của mình với IELTS. Đặc biệt là em rất mong sẽ được 8.5. Em có thể là đi du học hoặc là có thể là tìm kiếm một công việc ổn định cho tương lai. Ví dụ nghề luật sư, có thể có tiếng Anh nó sẽ giúp cho có những vụ kiện quốc tế ổn định và thu nhập cao hơn rất nhiều. Đương nhiên là rất quan trọng, là như kiểu là sau này mình nói chuyện với, giao tiếp với người nước ngoài ấy, hay là mình sử dụng trong đời sống rất là nhiều. Hoặc là công việc, đúng không? Tiếng Anh bây giờ nó rất quan trọng, nó cần trong mọi thứ, cái gì cũng cần đến tiếng Anh. Em thấy là IELTS rất là quan trọng, tại vì là IELTS thì có thể là dùng để đi du học và xin việc bây giờ cũng rất là cần IELTS. Chẳng hạn như là tốt nghiệp trường đại học cũng cần IELTS. Và IELTS thì cực kỳ quan trọng, bởi bây giờ tất cả mọi người đều biết tiếng Anh và chúng ta cần phải biết tiếng Anh để có thể giao tiếp với người nước ngoài ạ. Em nghĩ là có, rất là cần thiết luôn ạ. Bởi vì là nếu như thật sự là bây giờ tiếng Anh nó rất là phổ thông, nếu như mà không có tiếng Anh thì thật sự là mình cảm giác như là mình bị lạc loài so với tất cả mọi người. Từ đến cả smartphone chúng ta đang dùng hiện tại cũng được lập trình bằng tiếng Anh, rồi đến các cái hướng dẫn sử dụng, những cái nhỏ nhặt nhất bây giờ cũng được hình thành từ tiếng Anh. Nên là thật sự tiếng Anh rất là quan trọng. Bây giờ thì xã hội hóa, thì mọi thứ liên quan đến quốc tế, thì Việt Nam cũng đang là một trong những đất nước phát triển và nó cần thực sự tiếng Anh để hòa nhập với cộng đồng bên ngoài, giúp cho Việt Nam càng ngày tiến bộ hơn. Em chỉ muốn bảo nó là nó học chăm lên thôi. Hãy học từ mới. Em sẽ nói là cố gắng lên, học nhiều từ mới lên, tập nghe đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chăm chỉ hơn ạ, chứ em lười lắm. Em sẽ nói với chính bản thân mình là chịu khó nghe và viết nhiều hơn ạ. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.